Xe chở giống Tiền Giang gặp sự cố, cộng đồng mạng đồn đoán chuyện tâm linh. Chiều ngày 1 tháng 2, linh vật giống Tết năm 2024 của Tiền Giang đang trong quá trình được di chuyển đến quảng trường Hùng Vương để trưng bày thì gặp một sự cố trên đường. Hôm nay trên đường vận chuyển con rồng về quảng trường để ráp thì xe đầu kéo bị sự cố rớt con rồng xuống đất nè mọi người. Bể luôn cái phần đuôi luôn rồi. Được biết chiếc xe đầu kéo đang chở con rồng gặp sự cố bất ngờ, khiến cho con rồng bị rơi ra khỏi xe, rồng bị gãy đuôi, gãy đầu và bể vụn những bộ phận khác. Đến chiều tối cùng ngày, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang xác nhận vụ việc trên là hoàn toàn chính xác. Hiện tại thì linh vật đã được đem đi sửa chữa ngay sau đó. Tuy nhiên vụ việc này khi đến tay cộng đồng mạng không hề đơn giản. Theo góc nhìn thông thường thì đây là một sự cố kỹ thuật, nhưng sẽ có không ít người lo khi người dân cảm thấy linh vật của tỉnh gặp sự cố đầu năm như thế này, là dự báo một điểm chẳng lành sẽ ập tới vào năm nay. Vì có những lý do không thể giải thích bằng giấy trắng, mực đen, cộng đồng mạng đồng loạt vào clip tỏ ra lo lắng cho những điểm báo sắp tới. Năm nay rồng bị sao sao à, con thì bị cháy giờ tới con này. Mấy bạn có nghe khi xưa ông bà kể lại năm thìn bão lụt không? Năm thìn không đơn giản. Có điểm là năm nay ai tuổi rồng sẽ gặp những tai họa. Tuy nhiên, đằng sau những cư dân mạng tin vào điểm báo thì vẫn có những cư mạng cho rằng đó chỉ là lỗi kỹ thuật bình thường mà thôi. Nói gì thì nói, vẫn mong linh vật tỉnh Tiền Giang sẽ được nhanh chóng sửa chữa để người dân còn được trọn vẹn vui xuân đón Tết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé!